nhà văn Nguyên Ngọc tuyên bố ra khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam. Tôi đã suy nghĩ và định làm việc này từ lâu, nhưng muốn làm một cách bình thường không gây ồn ào. Này sau Viện Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng kỷ luật Phó Giáo sư Tiến sĩ Chu Hảo, tôi quyết định ra tuyên bố này chính thức từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam kể từ hôm nay. Tức nhân dịp này tuyên bố một quyết định đã chuẩn bị từ trước, đồng thời để tỏ rõ thái độ đối với thông báo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng. Phó Giáo sư Tiến sĩ Chu Hảo là một trí thức lớn, có công lớn với đất nước và dân tộc, đặc biệt trong công cuộc khai hóa bằng tủ sách tinh hoa của nhà xuất bản Tri Thức mà ông là giám đốc, tổng biên tập, đưa đến cho người đọc những tri thức căn bản nhất của nhân loại mà chúng ta nhất thiết phải biết, hiểu nếu muốn thật sự xây dựng một quốc gia văn minh, tiến bộ cùng thiên hạ năm châu. Tôi vinh dự và tự hào là bạn thân của ông, đã cùng ông làm việc và tham gia các hoạt động xã hội trong nhiều năm nay. Kỷ luật ông Chu Hảo thực chất là một hành động thực hiện chính sách ngu dân, kiềm hãm nhân dân trong vòng tăm tối để lừa dối và đàn áp vì quyền lợi ích kỷ của một đảng độc tài đang cướp quyền sống và phát triển của dân tộc. Kỷ luật ông Chu Hảo với những lý do đầy tính chất vu khống còn là hành vi có chủ tâm đánh vào những người trí thức yêu nước, có tài và có tâm, luôn hành động và phát ngôn theo lương tâm của mình. Việc làm thất nhân tâm này tất sẽ dẫn đến tình trạng sĩ phu ngoảnh mặt, hết sức nguy hiểm cho vận mệnh dân tộc. Tôi vào Đảng Lao động Việt Nam, nay là Đảng Cộng sản Việt Nam, từ năm 1956 đến nay đã 62 năm. Thế hệ chúng tôi tự nguyện gia nhập đảng vì yêu nước, hăng hái tham gia sự nghiệp giải phóng dân tộc. Tôi đã có mặt suốt cả hai cuộc kháng chiến đều ở chiến trường miền Nam. Từ nhiều năm qua tôi nhận thấy đảng ngày càng xa rời lý tưởng ban đầu của mình, tự diễn biến thành một tổ chức chuyên quyền, phản dân, hại nước. Tôi không thể còn đứng trong một tổ chức như vậy. Tôi vẫn tin tưởng ở tương lai của đất nước, nhất là ở lớp trẻ, vì không có lực lượng vô luân nào có thể ngăn trở dân tộc này quyết định vận mệnh của mình. Nguyên Ngọc, ngày 26 tháng 10 năm 2018. Các bạn vừa nghe bài Nhà văn Nguyên Ngọc tuyên bố ra khỏi đảng, được đăng trên thoibao.de qua phần trình bày của Ý Nhi ngày 26 tháng 10 năm 2018. Cảm ơn các bạn đã chú ý đón xem. Hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Chào các bạn.